là người công tác trong ngành ngoại giao hơn 40 năm, đã từng tham gia rất nhiều sự kiện ngoại giao lớn của đất nước, đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng của ngành ngoại giao, được trực tiếp làm công tác phiên dịch cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần. Mỗi khi lần dở lại những tấm ảnh xưa, miền ký ức như ùa về với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Phải nói là tôi nói thật là sợ, vì bác là lãnh tụ của cả đảng cả nước, mà cũng nghĩ rằng chắc là bác rất là nghiêm khắc. Thế mà nhớ mà không phục vụ được thì cũng không đơn giản. Phải nói là rất sợ, nhưng mà càng có dịp mà tiếp xúc được với bác nhiều ấy, thì lại càng thấy là bác là rất là gần gũi, thông cảm với anh em. Nếu mà có sơ suất thì là bác nhắc nhở, bác dạy bảo cho cách, nhất là như là cha ông nói với con cái này. Cái nhân văn ở trong người bác nó rất là cao, thành ra cũng cái nỗi sợ nó bớt đi dần. Và nó thay thế bằng một cái lòng kính trọng, một cái lòng khâm phục, thực sự là khâm phục. Từ đó, cứ mỗi lần có dịp gặp và làm việc với người, ông lại có thêm những điều bất ngờ, cũng là những bài học quý báu. Có một lần tôi lên dịch cho bác để gặp cái nhà báo Liên Xô đó, thì là trong khi ngồi, bác cháu ngồi chờ khách ấy, thì thấy bác lấy ở trong cái hộp thuốc ra một cái mảnh giấy con. Thế rồi thấy cụ lẩm nhẩm học tiếng Nga. Thì cách học của bác là học từ mới đó, thì là viết vào một cái mảnh giấy độ khoảng 20 từ. Thế rồi để vào trong hộp thuốc. Thế vì một ngày thì 20 lần hút thuốc thì rơi dụng có thể là 10 từ, thì còn lại 10 từ. Thế mà lúc bây giờ bác cao tuổi lắm rồi, tôi nhớ là đầu những năm 60 rồi. Thế thì bác vừa cao tuổi nhá, vừa là bận việc như thế nhá, vừa là lãnh đạo cao nhất của đất nước, miễn là cần tiếng gì thì có phiên dịch tiếng ấy, nhưng mà bác vẫn tự học. Thế mình mới nghĩ bảo đúng, cụ ngần đến thứ tiếng, giỏi như thế mà còn học. Mình thì bập bẹ có một thứ tiếng, lại không chịu học thì rất là vô lý. Theo dòng kỷ niệm đang ùa về, ông nhớ tới một lần ngượng đỏ cả mặt vì bị bác nhận xét trong buổi tiệc chiêu đãi tại Nga năm 1960. Lúc bây giờ tôi còn trẻ mà, mới hai mấy tuổi thôi. Ăn ở nhà ăn của bạn ấy tiếp đãi rất là nồng hậu, đủ các thứ thức ăn. Tôi đã bị một lần là đụng vào những đĩa nọ đĩa kia thì bác nhắc là ăn đĩa nào đi đi hẳn đĩa ấy chứ đừng có bỏ lại. Thế đồng chí Lê Duẩn ấy mới ngồi cũng cạnh đấy, thì đồng chí nói rằng thì là thôi nó trẻ thì để cho nó ăn chứ bác là bác có cấm nó ăn đâu, mà bác bảo nó cách ăn nó như thế nào. Nhẹ nhàng thôi chứ cũng không quan mắng đâu. Nhưng mà nhẹ nhàng lại càng nhớ lâu. Chính kỷ niệm này đã khiến ông nhận ra rằng làm phiên dịch không chỉ cần học viết, học nói mà rất cần học cách ăn nữa. Với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, bác chính là người thầy lớn của ông và của cả ngành ngoại giao Việt Nam. Thì bác dạy cán bộ ngoại giao từng cái việc nhỏ một. Bác nhấn mạnh hai cái điều. Một là phải biết cái lịch sử. Và cái thứ hai là phải biết ngôn ngữ của cái nước mà mình là đại diện. Bác là bậc thầy của ngoại giao con người. Ngoại giao con người theo phong cách Hồ Chí Minh chính là hiểu người khác, chia sẻ với người khác để họ hiểu mình. Văn hóa Việt Nam hiện hữu trong nền ngoại giao Việt Nam, đó là tính hòa hiếu và nhân nghĩa, là bản chất của hòa bình và khoan dung, là sự ứng xử tinh tế, linh hoạt và mềm dẻo, nhưng kiên định theo nguyên tắc dĩ bất biến, ứng vạn biến, tất cả vì lợi ích của dân tộc.